À, chào mừng anh chị và các bạn trở lại với kênh cổ phiếu Kim Cương. Thì tại sao là cổ phiếu Kim Cương? Thì trước đây kênh của mình là thoát chứng khoán. Thì sau đó thì uh, theo yêu cầu của các anh chị, bởi vì mình cũng muốn là tập trung chia sẻ với các anh chị các cái thông tin ngắn gọn, hiệu quả và hữu dụng trong cái hoạt động đầu tư của mình. Thì mình cũng post các thông tin rất là ngắn và chủ yếu đối với những cổ phiếu tốt nhất, những cái cổ phiếu Kim Cương. Và những cái cổ phiếu Kim Cương đa phần là những cái cổ phiếu lộ diện rồi à? và nó sẽ tiếp tục là những cái viên Kim Cương tức là nó là những cái phiên kim cương của ngày hôm qua thì ngày mai ngày kia nó sẽ tiếp tục là những viên kim cương anh chị nhé à, thì để đánh giá cái thị trường ngày 28 cũng như nhận định thị trường của các cổ phiếu ngày 29 đến 12 năm 2021 thì đầu tiên các anh chị có thể nhìn thấy về thị trường chung à, thị trường chung thì đầu tiên đối với chỉ số viên đánh Đách thì các anh chị thấy là hôm nay là thị trường phiên mua vào khối lượng có mức tương đối Vì hiện nay đang hoạt động ở đường trên đường trung bình MA10 và trên đường trung bình MA20 thì anh chị có thể cái đấy cái nạn gần nhất đây này. Đằng 23 nhé như vậy thì chúng ta đang nhận định thị trường trong cái giai đoạn sideways thì khi mà các cái chỉ số index nó đi lên xuống cái đường trung bình MA 20 thì cũng là phù hợp phiên 30 cũng vậy nhé sau một uh, 2, 3 phiên mua lại thì cũng đã trên MA 20 rồi các index thì ở dưới MA 20 và dưới MA 10 HNX index thì là ở trên MA 20 các anh chị có thể tham khảo về chỉ số số lượng cổ phiếu tốt này. Thì đây là 187 cổ phiếu tốt và đang trên cái đường trung bình. Nó đang nở ra. Và trên này thì là cái điểm số trung bình thì nó trên đường trung bình ma 10, trung bình ma 20. Thì như vậy là với cái thị trường hiện tại ấy, thì nó khá là, nó, nó bắt đầu ổn định hơn. Nó bắt đầu ổn định hơn sau những cái nhịp rung rũ thì nó có sự cân bằng, sideways Thì các anh chị có thể thấy là chúng ta nhận định được thị trường đang trong cái xuống đi ngang và sideways Thì cái chiến lược của chúng ta là sẽ là ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu mạnh, đó là các cái cổ phiếu kim cương. À, các anh chị mua thăm dò và có thể tiếp tục mua thăm dò các cái cổ phiếu thì thứ nhất là về mặt thị trường thứ hai là về ngành nghề ngành nghề thì các anh chị thấy là có hiện nay có một số những cái ngành nghề mà đang tốt thì chung thì ở đây mình đã liệt kê ra rồi thì anh chị thấy có thể thấy như là nhóm bán lẻ tổng hợp này thứ hai là nhóm bất động sản này thứ ba là khai khoáng này thứ tư là ngân hàng này còn nông sản thủy sản ô tô này sản xuất điện này thiết bị khai thác dầu mỏ và xây dựng xây lắp thì đây là những cổ phiếu tốt nhất rồi nhé đây chính là những cái viên kim cương mà mình hay nói với các chị á thì anh chị có thể uh, tham khảo ở trong cái file pdf thì mình gửi vào trong cái group đối với các anh chị về nhóm nhóm vip thì mình sẽ gửi các file excel trong file excel thì các chị cũng nhìn thấy nhìn qua những cổ phiếu kim cương thì nó sẽ có rất nhiều các cổ phiếu khác nữa ở phía dưới đây này mình sẽ nhìn thấy các cổ phiếu ở đây đấy thì tùy theo các anh chị uh, trong nhóm vip thì anh chị sẽ có cái kinh nghiệm và kiến thức nhiều hơn thì các anh chị có thể đánh giá về các cái cổ phiếu đang uh, hoạt động ở tình trạng tốt hay không tốt xu hướng như thế nào là cuối phiên thì anh chị nào mà không thuộc cái nhóm VIP thì uh, có thể là like video và comment video thì mình cũng sẽ uh, chia sẻ với anh chị cái file xem này thì các anh chị chỉ cần là like video comment video và inbox cho mình thì mình cũng sẽ chia sẻ với các anh chị thì quay trở lại đối với các cổ phiếu ngày hôm nay thì các anh chị thấy là uh, với cái phiên uh, cho đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì ở đây là những cổ phiếu kim cương, những viên kim cương tốt nhất mà chúng ta nên nắm giữ. Ngoài ra có những cái viên kim cương mà nó cũng khá là gần nền, thì anh chị có thể tiếp tục mua được thì các anh chị sẽ tham khảo ở đây nhé. Yeah, anh chị tham khảo ở đây nhé. Yeah. Thì ở đây thì mình sẽ lướt qua một chút để anh chị có cái nhìn về các cái cổ phiếu kim cương, các cái viên kim cương như vậy để anh chị nhìn nhé. Yeah. À, các cái cổ phiếu kim cương này nó không phải là ngày hôm nay nó mới xuất hiện đấy chị nhé. Yeah. Nếu các anh chị vẫn có những cái tham vọng đi tìm những cái cổ phiếu mà nó đang ở dưới lòng đất mà chờ ngày mai ngày kia nó bắt đầu phát sáng cho anh chị ấy, thì cái cơ hội nó rất là khó thông thường cái việc của chúng ta tìm một cái viên kim cương nó lộ diện rồi ấy, thì nó sẽ tiếp tục là những cái viên kim cương tốt hơn nữa chị nhé chị có thể bấm chạy lại một chút mình sẽ chạy lại cho anh chị ở à, thời gian tới thì khi có thời gian thì mình cũng uh, có một cái bạn ở trong cái nhóm của mình thì uh, bạn ấy có thể sẽ livestream cho các anh chị vào lúc khoảng 2 giờ 15 cho đến 2 rưỡi để các anh chị có thể tìm những cái viên kim cương trong ngày những cái viên kim cương mà mới gần nền đó. Chúng ta có thể mua luôn trong phiên Đây, ví dụ như bán này, tổng hợp FRT này, đúng không? Các anh chị có phải là nó là cổ phiếu mới gì đâu Nó là cổ phiếu gọi là bùng nổ vật nền từ rất lâu rồi Đây là điểm mua bùng nổ vật nền Sau đó vẫn chạy mà, đúng không? Các anh chị chỉ cần mua đúng cái điểm này thôi là Các anh chị hiện nay gần như lợi nhuận gần như 100% rồi Đúng không? Pet, đấy là Vinh Kim Cương đấy, đúng không ạ? Hôm nay mua được LMH ok LDG ok nhé Đấy, các anh chị nhìn đây là cái khu vực gọi Là, 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 là đây là cái khu vực mà nó gọi là sideway cái khu nhé đấy sell sell này đích này đấy các chị thấy sau những cái điểm mua bùng nổ vấn đề này nó chạy đúng không và sau khi nó chạy các chị thấy nó có rơi khỏi MA10 đâu cái đường màu xanh này hoàn toàn nó đều trên MA10 hết chúng ta nắm giữ đều rất là hợp lý đúng không ạ QCG OK HR HQC Hoàng Quân này thế này điểm mua bùng nổ vấn đề này, này chúng ta không cần phải khôn lỏi ở trên thị trường chứng khoán nhé anh chị nhé chúng ta chỉ cần mua đúng những cái điểm mua cần thiết chọn đúng những cái nhóm ngành mạnh đủ mạnh đúng không ạ và chúng ta hãy thả mình nương theo những cổ phiếu mạnh đấy là chúng ta hoàn toàn có những cái cơ hội kiếm lợi nhuận rất là hợp lý và rất là đơn giản chúng ta không cần phải đọc quá nhiều các cái thông tin tìm quá nhiều những cái thông tin nội bộ nội giá đúng không làm cho mọi thứ nó, rối loạn lên đúng không chúng ta đánh đây đánh chúng ta đánh rất là thẳng các chị hoàn toàn có thể trở lại để xem các cái bản tin hàng ngày của của, của xin lỗi của cổ phiếu kim cương trước đây là thóc chứng khoán có chia sẻ với các anh chị rất là mạch lạc rất là minh bạch và rất là tường minh đúng không ạ cho cái kết quả rất là trong sáng và minh bạch vlc này DRH này ogc lgl vph này pfl này vcr này scr này kbc này kdh này tc này ssc này PV2 này, vc 3 này, LCM này, CM này, KSB này điểm mua bùng nổ này, AIB này, SSP này, TR này, TCH này, HHS này, NED này, GEG này, GEG này điểm mua này, đúng không? Các anh chị có thể nhìn thấy đây nhé, những cái điểm mua đây này, này, đúng không? KTH này, SSC này, KSB này, đúng không? Một số một NED, GEG là mua này, đúng không Đấy, đó là những cái viên kim cương trong những đó những viên kim cương thì có những cái viên kim cương mà nó vẫn gần nền thì chúng ta vẫn có thể mua được PVC hôm nay vẫn có thể mua được này à, C OK này Rod OK này Một dù đầu cơ nhé đúng không các anh chị mua đúng điểm bùng nổ này Nằm im nó chạy đúng không giống như các anh chị mà câu cá đúng không sau khi các anh chị giật và đóng rồi đúng không thì các anh chị phải để cho đúng không ạ chúng ta phải phải dìu cổ phiếu chứ đúng không giống như là chúng ta dìu cá đi câu cá đúng không ạ này các anh chị cứ thấy là nhuận là các anh chị dình, dình các anh chị chốt lời thì thì chúng ta sẽ không bao giờ có những cái cơ hội kiếm những khoản lợi nhuận lớn Đấy, DST này NHA này VMC này uh, VNE này uh, CTD này, đúng không? CTD sau khi mục đồ này nó chạy liên tục này, đúng không ạ? Uh, LUT này, VXT này uh, FCN này HVC này, hdd này ct này FID này, VXI này PXS này SVN này EVG này, hút này, VCG này, đấy hết rồi. À? Thì đây là những cái viên kim cương đẹp nhất. Tất nhiên là sẽ có nhiều những cái viên kim cương mà nó chưa xuất hiện, thì mình cũng sẽ không dành thời gian tập trung vào đó. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta Hãy ch ch uh, chọn những cái cơ hội gọi là mà 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 cái xác suất cao nhất, chọn những cơ hội mà có xác suất cao nhất. Thế thì mình bao giờ sẽ đi thị trường. Xong đến thứ hai là nhóm ngành nghề và thứ ba với là cổ phiếu đó thì ở trong cổ phiếu thì chọn những cái viên kim cương mà xuất hiện rồi các anh chị thấy những cái viên kim cương mình giới thiệu với các anh chị này nó đâu có phải nó lóe sáng trong một chập một chớp xong nó sẽ tắt luôn đúng không ạ các anh chị nhìn này đúng không nó lóe sáng từ đây này nó vẫn le sáng nó vẫn đi lên này đúng không ạ cho nên các anh chị đừng hy vọng là chúng ta bắt đáy một cổ phiếu đâu đấy để kiếm năm hoặc bảy phần trăm chúng ta hoàn toàn có những cái điểm mua đúng đúng không bùng nổ vượt nền thoát khỏi nền cổ phiếu vào một cái giai đoạn mới và hoàn toàn chúng ta có những cái cơ hội lợi nhuận kiếm vài chục phần trăm đánh đúng đúng quy tắc luôn đúng không ạ các anh chị không phải tìm kiếm những thứ gọi là 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 đâu đó có công thức bí mật đây chẳng có gì bí mật cả đúng không mình chia sẻ với các chị rồi các anh chị mua đúng đúng điểm thôi đúng không các anh chị hoàn toàn có thể trở lại những cái bản tin hoặc là những cái cái file pdf báo cáo hàng ngày mà mình cũng chia sẻ với các anh chị trước đó đấy thì là, đó là các cái thông tin à, từ cổ phiếu kim cương gửi đến các anh chị ngày hôm nay thì các anh chị cũng lưu ý là cái cách tiếp cận vấn đề về cách chia sẻ thông tin của kênh của mình nó cũng hơi khác À, nó không có rất là nhiều những cái thông tin nội gián Hoặc các cái thông tin đâu đó mà Tưởng rằng rất là giá trị Rất là quý báu Nhưng mà nó đến với các anh chị thì gần như là trên thị trường là người ta đã Nó đã xảy ra từ chuyện đó rất là lâu rồi Các cái thao tác mua bán của các nhà đầu tư Người ta đã có từ trước đó rồi Do vậy chúng ta đừng kỳ vọng những cái gì đấy mà nó mang chất là bí mật Mà đem lại cho, cho chúng ta lợi nhuận Đúng không ạ Đó thì hy vọng là với cái nội dung của kênh Thì phần nào nó giúp ích cho các anh chị đầu tư hoạt động đầu tư của mình cũng như là chia sẻ được với các anh chị về cái triết lý của cái cách tiếp cận phân tích đầu tư cổ phiếu của mình và hy vọng các anh chị chia sẻ các tin của kênh đến với những người quan tâm chứng khoán các anh chị đừng quên là subscribe kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất chào tạm biệt các anh chị chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn hẹn gặp lại